Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ toàn quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 12 con anh em. 12 con này thì 12 con kiện nhất thì sẽ có phần bên đây là hàng chiên bạo lực nha. Đây, để anh vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứa thanh toán, nếu hàng lỗi không cho clip nên thì sẽ dừng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mà tham khảo thì cái thứ nhất là một cây cắm gốc nha anh em. Đó. Cắm gốc lỡ. Thì cái này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Hàng Hunter Roman Roll Clip à, cái này em lấy từ Nhật về nha mọi người. Đó, hai kiện Nhật. Thì Bát là Bát Fuji Seben Foil Foil Caro nha nè. Foil Caro Carbon. Mọi hình ok nha. Đọt là đọt sẽ tí tinh nha mọi người. Đọt sẽ tí tinh. Thì cái này cứng từ 130 đến 150 nha mọi người. Đó, cứng từ 130 đến 150. Phen là phen Fuji đỏ xám. Hàng này chiên cho anh em câu trên bè, trên ghe, trên thuyền nha anh em. À, định vị luôn. Đó. Tem đoàn. Thì chiên câu trên ghe, bè, thuyền nha anh em. Đánh săn hàng, đó, đánh bạo lực. Nha anh em. Đầu bu nó thì em đi keo lên đây. Đó. Thì chọc keo em đi lại. Đó. Cái nào nó đi lại, làm lại, làm nói. Đây nè. Bu phu si. Tất cả đều ok hết nha anh em. Không lỗi làm gì hết. Đó. Rồi. Giá công khai cây thứ nhất, giá công khai là 600k nha mọi người. Thì cây này nặng là 200, nặng là 320g, đọt là 3.4 ly. Đó. Giá công khai là 600k cây thứ nhất. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây hàng cắm gốc nhưng mà cây địch cái 3 đọt. Cán là cán mái chèo, đó. À, cán gốc là cán mái chèo. Đọt là sợi thủy tinh hết cho mọi người, đó, 3 đọt đều là sợi thủy tinh. Phen là phen Fuji đỏ xám nha mọi người. Đó. Tất cả đều là Fuji đỏ xám. Phen ok hết nha mọi người, không bỏ lầm gì hết. Đó. Cái cần này là cần Ryobi nha anh em, cần Ryobi. Đó. Đây nè, thương hiệu của Nhật. Cái này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8 2 khúc. Đó. Bát Fuji đen vàng Japan. Đó. Cán mốt cho anh em, cán này thì anh em về chịu khó lấy xà bông sạc ra lúc giúp em nha. Đó. Còn màu trắng nhìn khá ok nha mọi người. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Cây này 3 đọt nha anh em, 3 đọt, tùy theo anh em đánh. Đó. Tùy theo địa hình, địa điểm, loại cá mà anh em đánh nha. Đó. Cán gỗ khá đẹp. Thì cái này 3 đọt, 1 đọt 2 ly 2, độ cứng 50-80. Đọt 2 ly 4, độ cứng 80-100. Đặt 31 độ cứng 100 đến 150 nha anh em. Đó, cái này nặng là 350g, giá công khai là 750k. Đó, cây số 2, giá công khai 750k. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 bên cho người là một dòng của Daiwa anh em. Đó. Cây Daiwa. Thì cái này độ mới ra tầm khoảng 95% nha, 95-98%, chỉ thiếu cái hộp với cái bao thôi. Cây này còn rất là mới luôn nha mọi người. Đó. Chắc carbon đây nè. Sẵn anh em thấy rõ luôn nha. Bát là bát tay qua Fuji. Phen này phen nòng súng anh em, phen nòng súng dạng Fuji Shift nha. Sẵn là cuộn cuộn luôn anh em ơi. Sẵn thế này khỏi bàn gì nha mọi người. Phen này phen Fuji anh em, không lỗi lầm gì hết. Nguyên xin nguyên kiện nha. Thì cái này là một cây cần của Daiwa. Đó. Thì cái này cứng 30, dài 3m3. Đó. Cứng 30, dài 3m3. Thì cái này được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đó. Thì Thái Lan sản xuất thì nó cũng không thua gì Nhật đâu. Đó. Thì hàng này sản xuất xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Xuất thị trường nội địa thôi. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Em chịu khó sơ kỹ cho anh em xem. Sáng cuồn cuộn luôn nè. Cán là cán móp nha nè, cán móp. Phen là phen Pulsisit nằm súng. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái này dạy anh em đánh cha, đánh chép con lăng xe nha mọi người. Đó. Câu ghe bè thiên. Rồi. Cây số 3. Cây số 3 đọt là 1.8 ly. Cứng 30, dài 3m3. Nặng là 230g. Khá là nhẹ nha. Rồi, cây này giá công khai 1.6 triệu nha mọi người. Cây số 3 giá 1.6 triệu. Tiếp theo là cây số 4.
cây số 4 ra cho mọi người, một thằng cây cằn thương hiệu của Mỹ đó. Cán là cán, cán là cái mốt cho anh em, bát là bát Fuji tem vàng Japan, chất liệu là chất liệu carbon cho anh em. Thì cái này là một cây thương hiệu Ugly, Ugly Tit, hàng thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji lỏ xám nè. Tất cả fan đều ok hết nha. Đó. Thì anh em chơi cần thì hàng Ugly này thì anh em khởi bàn đánh bao cảm giác luôn nha. Chất liệu carbon nha mọi người. Đó. Đây, Ugly Tit. À. Thì cái này dài là 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Cứng ra tầm khoảng 30 50 nha mọi người, 2m7 cứng 30 50. Đó. Ven ok hết nha mọi người. Bu Fuji luôn nha. Tất cả đều ok, hàng này dài chiên anh em đánh lăn xe, đánh tra đánh chép nha. Đó. Cái này dạng đánh cảm giác đó mọi người. Đó. Phôi của Ugly là bao cảm giác luôn. Thì cây này đọt 2.8 nha mọi người, đọt 2.8. Nặng là 380 g, giá công khai là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship cây số 4. Giá 1 triệu. Tiếp theo là hàng đánh bao lực nha mọi người. Đó. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một dòng cần chiên nha anh em, đánh bao lực, dòng cần đai qua Kentucky nha anh em. Đó. Sáng hết đỏ nha mọi người. Bát là bát Fuji, dòng này dòng nội địa nha. Cây này cứng 200 và 2m4 nha mọi người, cứng 200 và 2m4. Sáng hết đỏ từ gốc đến ngọn nha anh em. Ngoại hình có xuất sắc nha anh em. Đó, anh em về đánh là không quan trọng ngoại hình thì lấy cái này. Phôi thì bao ok nha anh em, không lỡ lầm gì hết. Phôi phen bao ok. Đó. Cán là cán gỗ nha anh em, cán gỗ đó trọng. Phen là phen Fuji biển dạ quang nha mọi người. Phen Fuji biển dạ quang, nó muối ăn một tí nè, anh em về chịu khó sạc theo nha. Đây cũng vậy. Đây, cái này nặng là 480 g, đọt là 4.4 đó nè, đọt 4.4, hàng chuyên sân hàng nha. Đó, anh em đánh ghe bè thiền. Giá công khai là 1.8 nha anh em. Cái số 5 giá 1.8. Cái này đánh mấy đứng mấy ngang đều được nha mọi người. Đó, sân hàng. Đánh gắt thu, có người. Rất là cứng luôn, cứng tới 200 nha mọi người. Đây. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người quẳng một dòng cần của Daiwa Kenyaki nha anh em. Daiwa Kenyaki. Dòng này dòng đời trước nha mọi người. Đó. Thì cái này nè, cái này nó bị bay sơn do người ta dán miếng băng keo anh em. Đó, bị bại sơn một tí thôi, tất cả phần là ok. Phen vẫn là phen cầu, phen cầu Fuji nha anh em. Sứ giả quang nè, nguyên bộ phen nè, cực kỳ lực luôn. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, có sức sát li ti anh em. Bát là bát Fuji tem vàng. Phần trên đây đẹp đẽ nha anh em, đẹp đẽ sạch sẽ liền. Cây này cứng 120 và 27. Đó. Thông số này là bao chuẩn cho anh em đánh bạo lực này, đánh tra đánh chép cao lăng xe săn hàng. Đó, anh em đánh tra thịt cũng được. Đó. Đánh tra thịt, đánh hồ. Đó. Câu biển. Câu bẫy, câu biển, câu gần nha mọi người. Đó. Bu là bu sống chắc sắn luôn nha mọi người. Bu chống sắn luôn, đó. Dạng Fuji luôn. Dạ quang. Chất liệu carbon nha mọi người. Phen này bao chắc rồi. Đó. Đó. Đây qua nha mọi người, nội địa tem bên này. Dòng này thì một số anh em bảo là đánh rất là bền luôn em, bao bền, bao bạo lực luôn. Đó. Bao nại luôn. Thì thông số này quá đẹp, 122m7 Kentucky nha anh em. Thì cái này đọt là đọt 4 ly nha anh em, đọt 4 ly, nặng là 500 g, giá cũng khai là 1.6 triệu nha anh em. Cái số 6 giá công khai 1.6 triệu, một dòng cần chuyên anh em đánh bạo lực nha, dòng cần hệ. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 em lên cho người là một vẫn một dòng cần của tay qua, dòng cần nội địa, vẫn là cần cần hệ nha anh em. Đó. Dòng cần này lai qua Whisker, đó, lai qua Whisker. Dòng này thì
Phan vẫn là Phan cầu, Phan biển nên em. Đó, Phan cầu, Phan biển. Lâu lắm mới về được một vòng cần thế này. Đó. Lâu lâu mới thấy một cây. À, phôi phôi sáng ít nên em, sáng ít. À, chỉ ok hết cho mọi người. Đó, đang mốt. À, bát phu si tam hoàng, Phan phu si, Phan cầu, Phan biển. Nè. Sáng ít nên em. À, thì cây này cứng 80 và H7 nha nè, độ cứng này cũng rất là chuẩn nha mọi người, cứng 80 và H7, trang bị bộ phen là phen cầu nha nè. Đó, đây qua carbon vít cơ, à, sáng ít từ đất tới ngọn nha mọi người. À, bu là bu phun xít xít nha nè, bu xít dạng bu bu xít màu chè nha nè. Đó, ven thì nó bị muối ăn một tí nha anh em, nó anh em về chịu khó lo chùi vệ sinh giúp em nha. Đó, rất độ ok nha mọi người, ngoại hình ok nha, không đẹp mà cũng không xấu lắm, độ cứng độ nảy thì khỏi chê. Đó, nguyên cây carbon xanh ít. Thì cây này cứng 80, dài 2m7, đọt là 3 ly 5, nặng là 370 g, giá công khai khoảng 1,8 triệu, 1,6 triệu nha anh em. Đó, giá công khai 1,6 triệu, hàng về cho anh em sân tra sân chép, đánh lăng xê sân hàng. Đó, câu biển câu trên ghe tàu nha. Đó, tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một dòng cần của Alpha Taco. Đó, Holy Potion, dòng cần của anh Fatico nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Đó, cây này được sản xuất tại Korea nha. Đó, cán dạng cán 3 khúc, dạng cán đời cao nha anh em. Đây, phen là phen bị dạng phen cầu, phen biển nha anh em, phen bự nha anh em. Đó, phen chuyển trò, bát là bát Pussy. Đó, cán cán mốt nha anh em. Alpha Taco sản xuất tại Korea, Hàn Quốc. Cây này cứng 120 và H7 nha mọi người. Đó, hàng chuẩn đến bao lực nha. Đây, nó có xích sát đây, đó. Anh em, xích sát, đó, cần xích sát, bao xích sát. Bù là bù sống sắn luôn nha anh em, bù sống sắn dạng bù biển. Đó, cái này chóc sơn thôi nha mọi người. Thì chịu khó càng xuất sắc chịu khó qua cho anh em thôi. Đó, trên đây ok nè, chỉ sức cho đó thôi, đem sức đầy đủ nha. Bắt ok. Đó, hàng này anh em về mua nước nổi nè, đánh tra săn hàng thổi chê và đâu hả, test tổ công cho anh em luôn nè. Đó, cái này anh em về đánh tra đánh chép câu lăng xê, câu biển thổi chê rất là nảy anh em. Phôi đây qua phôi này rất là nảy nha, dòng phôi của Alpha. Rồi, cây số 8 đọt là đọt 3 ly, nặng là 300 345 g, giá công khai vẫn là 1,6 triệu anh em. Đó, cây số 8 giá 1,6 triệu, dàn phen này ăn tiền luôn rồi nha anh em, nó khỏi chê. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người vẫn một cây hàng săn hàng anh em, săn hàng. Đó, phen là phen cầu, phen biển. Thì cái này siêu cứng rồi, cái này không biết đánh gì luôn. À, dòng này dòng đây qua Holy Lock nha nè. Đó, sáng nhất nguyên cây. À, bát là bát Fuji tam vàng nè. À, cây này cứng 200 mọi người, cứng 200 và H7. À, sáng nhất từ đích tính ngọn luôn. Bu là bu chống sắn luôn nha nè, bu chống sắn luôn, bu chống sắn bu biển luôn nha anh em. À, sắn nhất từ đất tới ngọn nha mọi người. À, bu nó sẽ bị muối ăn một ngon, phen nó bị muối ăn tí nè. À, anh em về chịu có lấy bàn chải với xà bông á, sạc để giúp em nha. À, lỗi sáng nha nè, đóng Fuji trong đây nè, đó. Phen sau thì nói anh em vậy thôi, chứ thứ này mà hư một cái là khỏi chê. Thứ này là khó hư lắm nha mọi người. Đó, thứ là ok hết nha. Đó, thì bao cho anh em kiểm tra đó, sáng ít nha anh em.
xem như tổng cây. Cái này sản xuất tại Taiwan nha mọi người, sản xuất tại Taiwan. Thì cái này cứng 200 và 27, hàng chuẩn đánh bạo lực nha anh em. Đó, đánh bạo lực, đánh tra thịt, săn hàng, đánh hồ dịch vụ. Đó. Hàng này thì tải tầm 5kg thì nhắc bổng đó. Săn câu biển, câu đáy. Rồi, cây số 9. Cây số 9 nó nặng là 530g, đọt đầu 4 ly. Đó. Giá công khai là 1.8 triệu nha anh em. Đó, cây số 9 giá 1.8 triệu. Tiếp theo cây số 10, 11 và 12. Thì em lên cho mọi người là cây số 10. Cây số 10 là một cây hàng săn hàng luôn. Đó, vẫn là một cây hàng săn hàng. Đó, bếp này chiên này bạo lực rồi. Chắc vậy là chất lượng carbon. À, càng là càng đai qua, dòng đai qua Holylock. Đó. Nên này, fan là fan cầu, không, fan là fan nòng súng anh em, fan nòng súng, fan xích. Đó. Chất liệu carbon đây nè, sẵn đây theo. Cây này mới nha mọi người. À, bát tầm bát đai hòa anh em. Tem ở đây tầm vàng. Đó, phun xi. Đó. Cái là cắn mốt nha anh em. Carbon sẵn nè, đó, anh em có thấy. Thì cây này cái Hokage. Đó. Cây này cứng 200, dài 27 nha mọi người. Cứng 200, dài 27 luôn. Đó, rất là hiếm. À, phen nòng súng anh em, phen nòng súng Fuji lỗ xít. Bô là bô chống sắn. Nè, sẵn anh em, sẵn gút găng gút được ống chân luôn. Fuji nha mọi người. Đó, Fuji 16. Dàn phen này ăn tiền nha mọi người. Đó. Cái này sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Korea. Tem sức đầy đủ mã code đây. Đó. Sẵn đây. Đó. Càng gắt là ok nha, ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Đây, cái xước chóc sơn một tí li ti đây đây. Đó. Hàng này về cho anh em đánh biển nha, đánh biển săn hàng cầu lăng xê. Đó. Dạng này anh em săn cá mà tầm 10kg á. Thôi anh em lấy về đánh tra thịt, à, đánh tra giải. Câu hồn. Đó, câu dịch vụ. Fan ok hết nha mọi người. Thì cái này đọt là 3.7 ly, nặng là 450g, giá công khai là 2.2 triệu anh em. Cái số 10 giá 2.2 triệu. Tiếp theo cái số 11. Cái số 11 nó lên cho mọi người là một dòng cần của Đài Hoa. Đó. Cần Đài Hoa nha mọi người. Đó. Dòng này là dòng Đài Hoa carbon wicker. Đó. Phôi là phôi sóng ít đỏ anh em, phôi là phôi carbon đỏ sóng ít nha anh em. Đây anh em, nó miếng bao thì nồng với đây anh em. Đó. Miếng này là anh em thấy nó còn rất là mới nha anh em. Sáng ít đỏ nguyên cây nha mọi người. Đó. Càng rất là mới nha mọi người, nó mới ok á. À, bán cũng là bán Fuji Japan nè nè. Đó, cây này này nó rẻ nha. Quay cái lưng cho nên rồi. Bay qua carbon wicker nè. Thì cây này dạng anh em đánh cảm giác thôi nha mọi người, không phải là hàng bạo lực đâu. Đó, cây này hai đọt, một đọt cứng 20 và đọt cứng 50. Đó. Nên nè, cây này dài hết 7, một đọt 1 ly 5 á, cứng tầm khoảng 20-30. Một đọt 1 ly 8 cứng tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Đó. Cây này nặng là 240g, giá 1.2 triệu. Thì cây này về dạng anh em câu bến cảng tàu thuyền nha, dạng câu hanh câu cháp thì rất là ok nha mọi người. Câu hanh câu cháp cũng rất là ok luôn, đánh mè. À, câu lăng xê nha mọi người. Đó, dạng câu cảm giác nha, chứ không phải bạo lực. Rồi cá nó đẹp. Rồi. Cái số 1 giá công khai là 1.2 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây cần nội địa anh em. Đây qua. Đó. Cây này vẫn là sẵn ít đỏ nha mọi người. À, cán nó làm dẹp anh em. Đó, cán làm dẹp, cầm rất là đã tay nha. Thôi, phôi sẵn ít nha anh em. Bát là bát Fuji nè. Bower, hồi lấp.
dạng này cần cần bao bao mét nha anh em. Hàng nội địa đây qua sáng hết nha mọi người, phôi là phôi sáng hết, bát là bát đầy cao, phôi phôi sáng hết. Thì cái này vẫn là một cây thuộc dạng hàng bánh cảm giác nha mọi người đó. Một đọt cứng 50, một đọt cứng 20 đó, ba khúc hai đọt nè, rất là dịu luôn. Dạng này bánh cảm giác khỏi chê đó. Dạng này anh em câu cá hành, cá chấp, câu xa bờ, câu trên bến cảng, ghe bè thuyền anh em đó, rất độ ok anh em, càng đẹp nha. Rồi, cây này thì đọt một ly á, cứng ra tầm khoảng 20-30, đọt một ly 6 á, cứng ra tầm khoảng 50 anh em đó. Cây này dài 27, nặng là 280 gram. Cây số 12, giá công khai 1.3 triệu nha anh em đó. Đó tổng cộng 13 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ơn cái nào chốt thì em xuống hỏi em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.